Bị chê hết thời, Khởi Mi lên tiếng, từng nổi rồi cần nổi làm gì nữa. Đáp trả của Khởi Mi khiến người hâm mộ vô cùng hài lòng. Vừa qua, trong một buổi livestream, Khởi Mi đã thu hút sự quan tâm của khán giả khi tiết lộ về nguyên nhân mình quyết định rút lui khỏi showbiz. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết, sau một thời gian làm nghề nhất định, tôi nhận ra có những bạn thế hệ sau xuất hiện rất giỏi và tôi cảm thấy bản thân không còn phù hợp nữa. Sau chia sẻ này, Khởi Mi tiếp tục nhận về sự mỉa mai từ anti-fan. Có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ viên lý do này để biện hộ cho sự hết thời. Bởi thời điểm hiện tại Khởi Mi không còn là cái tên nhận được quá nhiều sự chú ý từ khán giả. Đáp lại bình luận này, Khởi Mi cho biết, chị đã từng nổi rồi nên cần nổi nữa làm gì em. Một lần thôi chứ để bảy nổi ba chìm chín lên đêm giống em chị sợ nha. Trước đó, Khởi Mi cũng tâm sự rằng, hát, tôi vẫn hát thôi nhưng không còn cố gắng đu theo để tạo hit. Tôi biết những năm vừa qua, tôi đã có những sản phẩm âm nhạc nhất định và để lại dấu ấn trong lòng mọi người, ví dụ, như Gửi Cho Anh, Vì Sao, Người Yêu Cũ. Và sự nghiệp MC hay những game show có sự tham gia của tôi cũng được mọi người ghi nhớ. Kết hôn với nam ca sĩ Kevin Khánh khi sự nghiệp đang rực rỡ là một quyết định của Khởi Mi từng gây nhiều tiếc nuối và khó hiểu cho người hâm mộ. Mãi đến sau này, cô nàng mới cho biết, từ nhỏ đến lớn, tôi đã ráng đi kiếm tiền để có thể lập được một gia đình hạnh phúc. Vậy thì tại sao khi tôi đã có gia đình rồi, tôi lại bỏ nó để đi kiếm tiền lại? Mục tiêu cuối cùng của Khởi Mi đó chính là tình yêu và hạnh phúc chứ không phải tiền tài hay vật chất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.